Ocarina. Ngày 10 tháng 6 năm 2023 vừa qua, đội tuyển Heavy Free Fire chính thức thông báo giải thể trong sự bất ngờ và bàng hoàng của các lười con cũng như những người đam mê Free Fire eSports. Liệu đây sẽ là một sự kết thúc hoàn toàn hay sẽ mở ra một khởi đầu mới mẻ hơn cho từng thành viên nói riêng và Heavy nói chung? Với tiền thân là đội tuyển AFK, Heavy chính thức được thành lập vào đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 với những chủ chốt như AS Mobile, Phú Đại, 3K. Bên cạnh đó là sự bổ sung về những nhân tố cực kỳ chất lượng như ông thần đi bò, Panda và bộ đôi sát thương, Bảnh, Kim Tròn. Heavy ngay lập tức được đánh giá là một Dream Team thật sự khi sở hữu cho mình những dàn tuyển thủ có kỹ năng quá tốt và đồng thời là kinh nghiệm thi đấu. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ highlight đã sinh ra định nghĩa M79 của Phú Đại hay kỷ lục Booyah không kill mà chưa có ai có thể phá vỡ. Cái gì vừa xảy ra vậy? Đó là điều gì? Một khẩu M79 cực kỳ khủng khiếp đến từ vị trí ở Phú Đại. Kéo. Đấy luôn, đấy luôn. Ơ, đi, đi. Một viên nữa, một viên nữa. Bên phải. Từ từ nha, từ từ. Rồi, rồi. Lầm, lầm, lầm. Tâm 1 không kill. Tâm 1 không kill. Lịch kỷ lục, kỷ lục, kỷ lục. Không phụ lòng tin của mọi người, Heavy đã chứng minh được thực lực của mình khi trở thành Á quân của đấu trường sinh tồn mùa hè 2020 và sở hữu cho mình MVP tại trận thi đấu chung kết, hứa hẹn sẽ chinh phục được nhiều đỉnh cao tiếp theo. Bước đến trận thi đấu chung kết của mùa giải ngay sau đó, đấu trường sinh tồn mùa đông 2020, nơi mà Heavy đã viết nên câu chuyện của mình. Khởi đầu không thật sự ấn tượng tại 4 game thi đấu đầu tiên, nhiều fan hâm mộ có lẽ đã không kỳ vọng rằng Heavy có thể vô địch. Thế nhưng, có lẽ cụm từ cảm xúc được sinh ra để dành cho Heavy. Kim Tròn tấn công vào bóng, Kim Tròn tấn công vào gao, Kim Tròn tấn công vào tất cả mọi người anh ta nhìn thấy. Họ bùng lên vô cùng mạnh mẽ tại game thi đấu thứ 5 và 6 ngay sau đó để có thể cạnh tranh vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Sau đó, tại game thi đấu thứ 7 cuối cùng, Heavy lại một lần nữa dừng chân hơi sớm và sự lo lắng dần hiện lên rõ gương mặt thất thần của cả đội tuyển, thậm chí cũng đã có những giọt nước mắt đã rơi. Để rồi khi chiếc bóng keo nổ ra, logo vàng đen quen thuộc được hiện lên, cảm xúc vỡ òa cho cả đội tuyển và các bạn fan hâm mộ của Heavy. Và nhà vô địch của đấu trường sinh tồn mùa đông 2020 của chúng ta đó là Heavy. Những giọt nước mắt đã rơi quá sớm nhưng giờ đây đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc của Heavy. Hãy cùng tiến lên sân khấu đi và nhận lấy chiếc vô địch của các bạn. Đó là một phần thưởng rất xứng đáng sau màn trình diễn ấn tượng ở trận chung kết ngày hôm nay. Xin được chúc mừng Heavy với chiếc vô địch của mình. Tôi cảm nhận được sự nỗ lực của Heavy và họ xứng đáng giành được ngôi vị vô địch. Heavy! Thế nhưng tại các giải đấu sau đó, chúng ta không còn được chứng kiến những sự đỉnh cao mới của Heavy. Rất nhiều khán giả cho rằng dường như nhà vua Heavy đã ngủ quên trên chiến thắng mùa đông năm ấy. Kết quả, Heavy không còn được xem là đội tuyển mạnh nhất, không còn được đánh giá là đội tuyển có kỹ năng cao hay chiến thuật đẳng cấp. Nhưng một lần nữa, cảm xúc mới chính là những gì mà Heavy mang lại. Hãy nhìn vào cách mà ông Hoàng lật kèo Heavy bùng nổ ở game thi đấu cuối cùng, giành được tấm vé tham dự vào FFAC 2021. Panda có một góc cuống là tanker dành cho Bảnh bắn. Anh chàng này được đưa đến vị trí là khô lờ mà thôi. Bảnh làm tốt, Panda nổi được một Bảnh tanker, Bảnh bắn. Bảnh đang có được 100 máu, Bảnh làm được. Bảnh làm được mà đó là cái Booyah chính xác dành cho bên phía Heavy. Bùng nổ là thế, cảm xúc là thế, nhưng điều thiếu nhất ở Heavy vẫn chính là những thành tích, những danh hiệu vô địch để viết tiếp câu chuyện lịch sử của mình. Mày chết bao lần rồi? Ừ thì mày là nhất, mày là ông thần con bò. Tao sai được chưa? Làm như mày đúng không bằng ấy? Điều gì đến cũng phải đến, những trụ cột đời đầu như 3K và Panda lần lượt ra đi để tìm kiếm cho mình những gì còn thiếu. Tiếp tục là một sự thay máu đội hình mạnh mẽ của Heavy, nhưng tất cả những gì họ nhận lại chỉ là những sự thất bại đầy cay đắng. Không còn là ông Hoàng lật kèo hay ông Hoàng Booyah, giờ đây sự châm biếm lại luôn gọi tên Heavy, ông Hoàng top 4.
để rồi những cái tên cuối cùng là Bành và Kim Tròn cũng đã phải chọn con đường ra đi. Chỉ còn đó là người anh cả Phú Đại chèo lái con thuyền mang niềm hy vọng của những chú lười con. Người anh đừng mãi mê quay content quá mà bỏ bê giải đấu nhá. Không còn em với Tròn, không ai gánh được anh đâu. Với những thành tích đầy sự bết bát tại Robot VFL Spring 2023, khi lần đầu tiên Heavy bị loại khỏi nhóm trụ hạng và trượt dài trên bảng xếp hạng, dường như đây là một điềm báo cho sự giải thể của Heavy Free Fire. Phú Đại, người duy nhất còn trụ lại, trở thành tâm điểm chỉ trích của các fan hâm mộ khi không thể giúp cho Heavy trở thành ánh hào quang của mùa đông năm ấy. Ít nhất, Phú Đại cũng đã thực hiện được lời hứa của mình là người đầu tiên đến với Heavy và cũng là người cuối cùng rời đi. Tuy là vậy, nhưng Phú Đại không hề có bất kỳ một lời than vãn hay oán trách nào. Cảm ơn toàn thể đội tuyển Heavy vì những cống hiến và những cảm xúc mà các bạn đã mang đến cho fan hâm mộ cũng như khán giả đam mê Free Fire eSports. Và có lẽ câu nói Heavy chỉ còn là cái tên đã chính thức trở thành một sự đau lòng. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire eSports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu eSports đỉnh cao.